Vào sáng nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến kiểm tra tiến độ thi công trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực đang được xây dựng tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức. Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tài trợ với tổng vốn đăng ký xây dựng và đầu tư trang thiết bị là 130 tỷ đồng. Trường có quy mô 3 tầng, 36 phòng học, 36 phòng chức năng cùng các công trình phụ trợ trên diện tích hơn 3,7 ha. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục cơ bản của công trình đã đạt tiến độ từ 80 đến 90%. Dự kiến năm học 2023-2024, trường đi vào hoạt động tuyển sinh 12 lớp khối 10, trong đó có 4 lớp chất lượng cao được tuyển chọn theo đăng ký nguyện vọng của học sinh trên địa bàn phạm vi toàn tỉnh. Ở khối lớp 11 và 12, nhà trường sẽ tuyển sinh 24 lớp được tách ra từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ. Qua kiểm tra, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị đơn vị thi công giữ vững tiến độ hoàn thành công việc xây dựng, lắp ráp trang thiết bị trong tháng 7 năm 2023. Đề nghị địa phương chuẩn bị công tác nhân sự, làm tốt công tác tuyển sinh trong năm học mới để ngôi trường sớm đưa vào hoạt động theo kế hoạch, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới.